Xin chào anh em đã có mặt tại kênh của Cương. Mình là Cương Gỗ Hà Lam. Thì hôm nay Cương sẽ mang đến chia sẻ anh em một tấm gỗ đỏ Pachi. Anh em nhá, một tấm gỗ đỏ Pachi, đây là hàng một tấm nguyên khối luôn. Cực kỳ là đẹp. Đây thì Cương quay nó hơi ngược sáng một chút nhưng anh em cố nhìn một tí nhá. Đây là đầu của tấm gỗ này, đây là đầu gốc anh em nhá. Đấy, cực kỳ là bèo luôn. Thì tấm này Cương chia sẻ một chút là kích thước là rộng vào 2m, dày 20, dài 3m78 phân. Vân thì quần quại vô cùng rồi anh em ạ. Đấy, tấm Pachi này là chất IFB vô cùng sáng anh em nhá. Anh em nào mà tìm hiểu về chất gỗ thì anh em biết. Đó, Cương quay này để anh em nhìn này, cực kỳ là đẹp luôn. Thì chia sẻ anh em về cái vân một chút, anh em nhìn từ đầu gốc nó xuôi lên này. Tấm này Cương cũng đã quay chia sẻ anh em lúc xẻ ra rồi. Thì anh em muốn tìm hiểu kỹ và sâu hơn thì anh em hãy theo dõi cái video mà Cương quay lúc xẻ đấy, thì anh em sẽ tường tận hơn. Đây, Cương muốn quay này để chia sẻ anh em về vân gỗ, chất gỗ, gỗ đỏ Pachi. Cái vân của nó cũng cực kỳ nổi, anh em nhìn này. Đấy, đặt từng góc quay một mà nó rất là sáng lên. Tấm này hiện tại đang là rộng vào 2m anh em nhé. Đây, cái vân gỗ của nó đây. Ở cái đầu này thì nó hơi răm một tí thế này. Thì đầu này Cương chia sẻ anh em tí mà nếu mình làm cắt tầm 3m rưỡi thì đẹp vô cùng luôn. Nhưng hiện tại Cương đang cắt 3m78 phân. Dày là 20 anh em nhé. Đó, anh em nào quan tâm về gỗ đỏ Pachi thì anh em hãy follow kênh Cương. Anh em nào quan tâm về gỗ đỏ Lam Phi thì anh em cũng hãy follow vào kênh của Cương để anh em tìm hiểu kỹ về những cái tính chất mà Cương chia sẻ anh em, để mong muốn anh em mua được hàng chuẩn chỉ, đúng chất lượng, để anh em để một cái món đồ vào nhà của mình nó thực sự là có giá trị anh em nhá. Đó là những cái điều Cương đang chia sẻ anh em đây. Rất mong muốn là anh em hãy cho Cương những cái lời bình luận, những ý kiến để Cương làm những video chia sẻ anh em kỹ hơn, rõ hơn về mọi điều anh em nhé. Cảm ơn Cương, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chia sẻ tiếp theo. Xin chào. Ít mẹ gần thôi rồi. Thank you.